Kế toán trong công ty sản xuất điện năng lượng có tính đặc thù tương đối nhiều nghiệp vụ liên quan cùng lúc. Bởi các yếu tố thành phẩm điện tạo ra được hình thành chính từ khấu hao tài sản cố định, nhân công, chi phí phân bổ công cụ và các chi phí chung khác. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn những nội dung của khóa học này nhé! Phần đầu kỳ hướng dẫn từng bước khai báo dữ liệu, thiết lập hệ thống ban đầu cho loại hình doanh nghiệp này, cách kiểm tra khi tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ chuyển sang. Phát sinh trong kỳ, học viên sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về nguyên vật liệu chính như chổi than, các silica, silicon tinh thể, tấm bán dẫn mỏng, tế bào quang điện, nắm rõ mục đích sử dụng để đưa chi phí vào quá trình sản xuất điện. Mặc dù điện năng lượng như một sản phẩm vô hình, nhưng khi cân đối giá thành vẫn cần thông qua kho, tài khoản 155 để biết được giá thành trên mỗi đơn giá bán, tại các thời điểm, điện cao điểm, thấp điểm, bình thường là bao nhiêu. Ngành điện phần lớn là nhập khẩu máy móc thiết bị, thì khóa học này cũng sẽ hướng dẫn cách phân bổ phí trước hải quan, phí sau hải quan, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu. Hạch toán phân bổ chi phí nhân công, công cụ dụng cụ, tài sản cố định sao cho phù hợp với doanh thu, cân đối lại chi phí trước khi tính giá thành. Phần cuối kỳ, hướng dẫn học viên kê khai các loại thuế, đặc thù ngành điện thì các loại thuế cũng sẽ khác với các ngành thông thường. Kiểm tra cân đối lại các chỉ tiêu trước khi lên báo cáo tài chính, chia sẻ cùng học viên những kinh nghiệm thực tế khi có thanh tra quyết toán thuế. Khóa học kế toán trong công ty sản xuất điện tại Kế toán Việt Hưng được giảng dạy trên nền tảng học phổ biến nhất hiện nay với giao diện thông minh, dễ sử dụng. Một tính năng không thể thiếu của lớp học nhóm online là Zoom Meeting, nền tảng học trực tuyến, độc quyền tại Kế toán Việt Hưng. Đồng thời, hướng dẫn cho học viên cách cài đặt các phần mềm phục vụ cho kế toán dưới dạng video. Trong quá trình học, mục checklist này sẽ hỗ trợ các bạn tích chọn những nội dung đã được học. Các hoạt động của khóa học được chia nhỏ để học viên dễ dàng thao tác. Bởi đặc thù khóa học kế toán, các bạn sẽ phải học theo lộ trình từng phần. Mỗi một chứng từ sẽ là một video bài giảng hướng dẫn cụ thể, từ cách hạch toán đến những kiến thức mở rộng thực tế khi đi làm để phục vụ cho quá trình học và ôn tập của học viên. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như bảng lương, hợp đồng, biên bản liên quan đến công ty sản xuất điện, download về khi cần. Ưu điểm của khóa học là bài giảng được tích hợp đầy đủ tính năng, cập nhật những thông tư và nghị định, luật thuế mới nhất, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Cuối mỗi khóa học, học viên đều có thể tự đánh giá kiến thức qua phần trắc nghiệm từ khó đến dễ. Từ đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về năng lực bản thân và có phương pháp học tập hiệu quả. Ngoài ra, hỗ trợ các học viên giải đáp mọi nghiệp vụ chuyên môn, trọn đời qua Messenger, Zalo và Hotline miễn phí. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nắm chắc nghiệp vụ kế toán, hiểu rõ đặc thù kế toán sản xuất điện để biết cách kê khai và nộp thuế. Tự tin xử lý thành thạo mọi phát sinh, nắm vững kỹ năng phân tích rủi ro thuế và cân đối số liệu khi lên báo cáo tài chính. Đến với Kế toán Việt Hưng, hoàn thành lộ trình học đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ kế toán có giá trị trên toàn quốc. Khi bạn đắn đo về chi phí phải bỏ ra để theo một khóa học, thì khóa học kế toán sản xuất điện là giải pháp hữu ích nhất dành cho bạn. Với những tính năng hiện đại nhất, thông minh nhất, nhưng mức học phí không đắt đỏ. Đăng ký khóa học ngay hôm nay tại kế toán việt hưng.vn để nâng cao kiến thức và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thăng tiến sự nghiệp nào nhé. Kế toán Việt Hưng, cùng bạn chinh phục kiến thức hàng đầu ngành kế toán.